Tài tử điện ảnh Thế Anh và những phút sao lòng. Với những vai diễn xuất thần trong các bộ phim điện ảnh kinh điển của Việt Nam, cùng vẻ đẹp lãng tử, hào hoa, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng suốt nửa thế kỷ qua. Dĩ nhiên, ông được rất nhiều người hâm mộ, nhất là phụ nữ. Bởi thế, chuyện tình cảm của ông luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mặc dù là người khá thân thiết với ông, nhưng phải rất nhiều lần năn nỉ, ngôi sao điện ảnh Việt Nam mới chịu kể phác thảo chuyện tình trường của ông. Cao to, đẹp trai, hào hoa, có học thức, hôn hậu, dễ thương, lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh trở thành người đàn ông trong mơ của bao phụ nữ, kể cả nhiều khán giả chưa một lần gặp ông. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi biết rằng nghệ sĩ nhân dân Thế Anh rất đào hoa, thậm chí khi đã ở tuổi ngoài 70, nhưng với ngoại hình trẻ trung, phong lưu, tính cách năng động và tâm hồn phóng khoáng của một phong văn hóa khá rộng, ông vẫn khiến nhiều phụ nữ phải ngả nghiêng. Nhiều tuyệt sắc gia nhân biết 10 ông đã yên bể gia thất, vẫn không bảo được con tim thôi loạn nhịp. Trước sức công phá mạnh mẽ ấy, nam tài tử thật khó tránh được những phút rung động ngọt ngào bủa vây, để có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Một cô giáo trẻ đã đưa ông vào cơn say nắng bất chợt. Cô giáo cũng có gia đình, nhưng đặc biệt hâm mộ ngôi sao màn bạc. Cô lặng thầm dành cho ông sự quan tâm, chiều chuộng và những giọt nước mắt trong veo khiến ông không thể bước qua. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh nhớ lại, đó là người phụ nữ đã mang cho ông những khoảng lặng trong tâm hồn mà dường như ngoài người đó ra, ông không tìm thấy ở ai khác. Tất cả vẻ đẹp tâm hồn cùng sự duyên dáng, dịu hiền của người phụ nữ đó đã đưa ông đắm say trong một mối tình thầm lặng. Nhưng rồi, có một lần, khi họ đang tâm sự trong nhà cô thì người chồng về. Phút giây đối mặt với tình địch đã khiến ông tỉnh táo trở lại để trả nguyên vẹn cô về với tổ ấm vốn có của mình. Ít lâu sau, ông lại sa vào một cuộc tình ngọt ngào khác với một nữ diễn viên cũng rất nổi tiếng. Và không như lần trước, cuộc tình này kéo dài khá lâu. Hai người vốn cùng học ở trường sân khấu điện ảnh, nhưng nữ diễn viên bỏ ngang rồi sau lại trở về với nghiệp diễn và nhanh chóng trở thành diễn viên solist số 1 của sân khấu. Rồi đôi trai tài gái sắc tình cờ được chọn đóng vai chính trong một bộ phim quay ở Thanh Hóa ròng rã nhiều tháng liền. Cuộc gặp này đã thổi bùng lên tình yêu âm ỉ trong lòng người thiếu phụ. Đến mức, bất ngờ, một hôm, vào giữa đêm, bà đã rủ ông ra bờ biển vắng. Khổ nỗi, nữ diễn viên này lại là vợ của đạo diễn phim. Vì thế, dù lòng rất muốn đi, nhưng ông phải dằn lòng từ chối. Một lần, vị đạo diễn nhờ Thế Anh từ hiện trường quay phim về nhà để đưa cho vợ ông một món đồ. Cái cơ hội được tạo ra tình cờ ấy đã nhóm lên cuộc tình của họ, lén lút mà công khai qua những cảnh đóng phim trước mắt mọi người và trước mắt cả ông chồng. Vì thế, tất cả những cảnh âu yếm nồng say đều là phim giả, tình thật, chứ không còn là diễn nữa. Yêu thì khó giấu, vì thế, có lần vị đạo diễn đã trút giận vào Thế Anh trong một cảnh diễn chưa đạt. Diễn viên gì mà ngu thế? Câu nói ấy khiến Thế Anh nhớ đến tận bây giờ. Nhưng khi ấy, bất chấp sự soi mói của mọi người, sự căng thẳng của chồng nữ diễn viên, mối tình ấy vẫn diễn ra mãnh liệt. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nữ diễn viên lại kết hôn với một đạo diễn khác. Nhưng tình cảm với Thế Anh vẫn không thay đổi. Chớ trêu thay, vị đạo diễn này cũng biết chuyện tình của Thế Anh với vợ mình, nhưng lại vẫn mời Thế Anh đóng phim cùng với bà, chỉ vì ông diễn xuất quá tài. Thế Anh nhớ lại, mối tình của chúng tôi quá sâu đậm, nên cô ấy cũng rất khổ. Ban ngày vị đạo diễn chỉ đạo chúng tôi phải đóng thật tình cảm, thể hiện đúng hoàn cảnh, tâm trạng của nhân vật. Nhưng thấy vợ đóng đạt quá, thì đêm về lại nổi cơn ghen và đánh chửi vợ. Điều ấy khiến tôi càng thương cô ấy. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh thừa nhận, đó là chuyện tình làm ông rất đau khổ khi có cảm giác đã gặp được một nửa của cuộc đời mình, nhưng lại quá muộn. Vì thế, ông đã dừng lại, dẫu vết thương trong trái tim khó liền sẹo. Người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh đi qua hai đời chồng vẫn một niềm yêu đau đáu Thế Anh. Sau năm 1975, ông vào Sài Gòn sinh sống,
Nhưng hàng năm, ông vẫn ra Hà Nội khi có dịp để gặp lại người phụ nữ đã chót trao trọn trái tim cho ông mà duyên phận thì không cho họ được bên nhau. Khi đóng phim Không Nơi Ẩn Nấp, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh một lần nữa vướng phải bẫy tình khi ông đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp. Ông kể, người phụ nữ ấy quá đẹp. Còn ông khi đó đã là một diễn viên giàu kinh nghiệm và nổi tiếng, nên bà đã nhờ ông giúp đỡ, hướng dẫn về diễn xuất. Vì thế, cơ hội cho hai người quá dễ. Mà ông cũng là một chàng thanh niên lãng tử, một nghệ sĩ giàu cảm xúc. Làm sao không rung động được trước người đẹp? Dĩ nhiên, tình cảm thật giữa hai người lại hỗ trợ cho họ rất nhiều khi đóng phim. Những cảnh nhạy cảm ở bãi dâu không hề gượng ép. Nhưng rồi, xì xào đến tai chồng người đẹp. Vì thế, khi phim quay ở Ninh Bình, chồng nữ diễn viên đã nhiều lần đến tận nơi để giám sát, khiến chủ nhiệm phim đành phải mời người chồng ra về. Chuyện tình ồn ào nhất. Nhưng có lẽ, mối tình với một ca sĩ vốn là người tình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới là câu chuyện lùm xùm nhất của nam tài tử. Đó là thời điểm năm 1975, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh mời đóng một bộ phim điện ảnh. Người phụ nữ đóng cùng với Thế Anh có vẻ đẹp mê hồn và rất mê ông. Nhưng khi đó là một diễn viên ngoài Bắc, vốn bị đủ thứ giáo điều ràng buộc. Thế Anh vô cùng lơ ngớ trước cách thể hiện tình cảm nồng nàn của cô gái Sài Gòn. Đến mức có lần nữ diễn viên còn hỏi móc Thế Anh, con trai miền Bắc có biết yêu không? Phần tự ái, phần vì sức quyến rũ của người đàn bà đẹp, Thế Anh đã bị hạ gục. Họ công khai bên nhau khắp Sài Gòn, vì khi đó gia đình ông ở Hà Nội, Sài Gòn thì mênh mông, đâu có điện thoại, internet như bây giờ để lo lộ bí mật. Chuyện ầm ĩ cả đoàn phim đến nỗi đạo diễn Hải Ninh đã cáu giận với Thế Anh chỉ vì sợ phim bị hỏng do mối quan hệ của hai người. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh trầm tư nhớ lại, có lẽ chưa người đàn bà nào yêu ông mãnh liệt đến thế, trong khi ông vốn đào hoa và đa tình, cũng chỉ nghĩ đây là một cuộc tình thoáng qua, thì cô đã khiến ông run như cầy sấy khi mạnh dạn đề nghị. Anh đưa em ra Hà Nội gặp chị và xin phép chị cho được làm vợ hai. Ông phải lựa lời từ chối, nhưng người phụ nữ vì quá yêu ông tiếp tục đưa ra một lời đề nghị nữa là sẽ đưa ông cùng đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Thấy câu chuyện ngày càng có chiều hướng phức tạp, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh đã lặng lẽ rút lui. Rung động cả cửa chùa. Lần đóng phim Hồi Chuông Màu Da Cam ở cao nguyên miền Trung, có cảnh quay ở một ngôi chùa nơi chỉ toàn sư nữ tu. Ông không ngờ rằng một ni cô mới 18 tuổi có đôi mắt bồ câu đã cảm ông trong những ngày ấy tự lúc nào. Hết bối cảnh, đoàn làm phim đi khỏi chùa thì ni cô chạy theo và bất ngờ dúi vào tay ông một lá thư hẹn một tháng sau gặp nhau ở hồ than thở. Đến giờ, ông vẫn còn giữ lá thư đặc biệt này. Nhưng ông không có ý định đến nơi hẹn để yên cho Nico với đường tu. Nhưng run rủi thế nào, đúng một tháng sau, ông lại có mặt ở Đà Lạt để quay cảnh cho phim Vụ án Hồ Con Rùa. Nhớ lời hẹn cũ, ông đến nơi Nico dặn. Vị sư nữ ngỏ ý muốn được theo ông đến bất cứ chân trời góc bể nào. Thế Anh rất xúc động trước tâm tình của cô, nhất là khi biết cô được gửi vào chùa từ năm 6-7 tuổi, chưa được biết thế nào là tình cảm nam nữ, nên đã có sự lẫn lộn trong tình cảm khi yêu cả nghệ thuật lẫn diễn viên đóng vai. Ông nhẹ nhàng khuyên cô trở về chùa để tịnh tâm và dặn cô đây sẽ là lần duy nhất ông gặp cô, và ông đã giữ lời. Có lần đi diễn ở Bến Tre, ông được một người hâm mộ đến gặp rồi nhiệt tình mời về nhà ở trong thời gian ông ở đây. Nào ngờ người vợ xinh đẹp tuyệt vời của chủ nhà cũng hâm mộ ông không kém. Bà chủ nhà không lúc nào không dành sự quan tâm chu đáo cho thần tượng, thậm chí nồng nàn quá mức, khiến ông rơi vào tình huống khó xử. Vì thế, để tránh hậu họa, ngày hôm sau, ông lập tức rời khỏi ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương ấy, trở về với đoàn. Cho đến khi có tuổi, ngôi sao điện ảnh hào hoa này còn thoáng qua một vài mối tình nữa, nhưng đều không để lại dấu ấn sâu đậm, bởi ông bảo ông không muốn dấn sâu vào một chuyện tình nào, vì ông luôn ý thức được rằng gia đình mới là nơi ông mãi mãi neo cuộc đời của mình vào. Lại nữa, vợ ông, nghệ sĩ Thu Hằng, là một người vợ rất biết ứng xử.
bà chưa bao giờ trở thành hoạn thư, dù biết ông chỉ cần sảnh chân ra khỏi cửa là vô vàn người đẹp vây quanh. Tình cảm của bà mới chính là sợi dây bền chặt níu ông ở lại bên gia đình, cho dù ông có đi tứ xứ giang hồ. Tài tử điện ảnh Thế Anh và những phút sao lòng. Với những vai diễn xuất thần trong các bộ phim điện ảnh kinh điển của Việt Nam, cùng vẻ đẹp lãng tử, hào hoa, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng suốt nửa thế kỷ qua. Dĩ nhiên, ông được rất nhiều người hâm mộ, nhất là phụ nữ. Bởi thế, chuyện tình cảm của ông luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mặc dù là người khá thân thiết với ông, nhưng phải rất nhiều lần năn nỉ, ngôi sao điện ảnh Việt Nam mới chịu kể phác thảo chuyện tình trường của ông. Cao to, đẹp trai, hào hoa, có học thức, hôn hậu, dễ thương, lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh trở thành người đàn ông trong mơ của bao phụ nữ, kể cả nhiều khán giả chưa một lần gặp ông. Bởi thế chẳng ngạc nhiên khi biết rằng nghệ sĩ nhân dân Thế Anh rất đào hoa, thậm chí khi đã ở tuổi ngoài 70, nhưng với ngoại hình trẻ trung, phong lưu, tính cách năng động và tâm hồn phóng khoáng của một phong văn hóa khá rộng, ông vẫn khiến nhiều phụ nữ phải ngả nghiêng. Nhiều tuyệt sắc gia nhân biết 10 ông đã yên bể gia thất, vẫn không bảo được con tim thôi loạn nhịp. Trước sức công phá mạnh mẽ ấy, nam tài tử thật khó tránh được những phút rung động ngọt ngào bủa vây, để có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Một cô giáo trẻ đã đưa ông vào cơn say nắng bất chợt. Cô giáo cũng có gia đình, nhưng đặc biệt hâm mộ ngôi sao màn bạc. Cô lặng thầm dành cho ông sự quan tâm, chiều chuộng và những giọt nước mắt trong veo khiến ông không thể bước qua. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh nhớ lại, đó là người phụ nữ đã mang cho ông những khoảng lặng trong tâm hồn mà dường như ngoài người đó ra, ông không tìm thấy ở ai khác. Tất cả vẻ đẹp tâm hồn cùng sự duyên dáng, dịu hiền của người phụ nữ đó đã đưa ông đắm say trong một mối tình thầm lặng. Nhưng rồi, có một lần, khi họ đang tâm sự trong nhà cô, thì người chồng về. Phút giây đối mặt với tình địch đã khiến ông tỉnh táo trở lại, để trả nguyên vẹn cô về với tổ ấm vốn có của mình. Ít lâu sau, ông lại sa vào một cuộc tình ngọt ngào khác với một nữ diễn viên cũng rất nổi tiếng. Và không như lần trước, cuộc tình này kéo dài khá lâu. Hai người vốn cùng học ở trường sân khấu điện ảnh, nhưng nữ diễn viên bỏ ngang, rồi sau lại trở về với nghiệp diễn và nhanh chóng trở thành diễn viên solist số 1 của sân khấu. Rồi đôi trai tài gái sắc tình cờ được chọn đóng vai chính trong một bộ phim quay ở Thanh Hóa ròng rã nhiều tháng liền. Cuộc gặp này đã thổi bùng lên tình yêu âm ỉ trong lòng người thiếu phụ. Đến mức, bất ngờ, một hôm, vào giữa đêm, bà đã rủ ông ra bờ biển vắng. Khổ nỗi, nữ diễn viên này lại là vợ của đạo diễn phim. Vì thế, dù lòng rất muốn đi, nhưng ông phải dằn lòng từ chối. Một lần, vị đạo diễn nhờ Thế Anh từ hiện trường quay phim về nhà để đưa cho vợ ông một món đồ. Cái cơ hội được tạo ra tình cờ ấy đã nhóm lên cuộc tình của họ, lén lút mà công khai qua những cảnh đóng phim trước mắt mọi người và trước mắt cả ông chồng. Vì thế, tất cả những cảnh âu yếm nồng say đều là phim giả, tình thật, chứ không còn là diễn nữa. Yêu thì khó giấu, vì thế, có lần, vị đạo diễn đã trút giận vào Thế Anh trong một cảnh diễn chưa đạt. Diễn viên gì mà ngu thế? Câu nói ấy khiến Thế Anh nhớ đến tận bây giờ. Nhưng khi ấy, bất chấp sự soi mói của mọi người, sự căng thẳng của chồng nữ diễn viên, mối tình ấy vẫn diễn ra mãnh liệt. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nữ diễn viên lại kết hôn với một đạo diễn khác. Nhưng tình cảm với Thế Anh vẫn không thay đổi. Chớ trêu thay, vị đạo diễn này cũng biết chuyện tình của Thế Anh với vợ mình, nhưng lại vẫn mời Thế Anh đóng phim cùng với bà, chỉ vì ông diễn xuất quá tài. Thế Anh nhớ lại, mối tình của chúng tôi quá sâu đậm, nên cô ấy cũng rất khổ. Ban ngày vị đạo diễn chỉ đạo chúng tôi phải đóng thật tình cảm, thể hiện đúng hoàn cảnh, tâm trạng của nhân vật. Nhưng thấy vợ đóng đạt quá, thì đêm về lại nổi cơn ghen và đánh chửi vợ. Điều ấy khiến tôi càng thương cô ấy. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh thừa nhận,
Đó là chuyện tình làm ông rất đau khổ khi có cảm giác đã gặp được một nửa của cuộc đời mình, nhưng lại quá muộn. Vì thế, ông đã dừng lại, dẫu vết thương trong trái tim khó liền sẹo. Người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh đi qua hai đời chồng vẫn một niềm yêu đau đáu thế anh. Sau năm 1975, ông vào Sài Gòn sinh sống, nhưng hàng năm ông vẫn ra Hà Nội khi có dịp để gặp lại người phụ nữ đã chót trao trọn trái tim cho ông mà duyên phận thì không cho họ được bên nhau. Khi đóng phim Không Nơi Ẩn Nấp, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh một lần nữa vướng phải bẫy tình khi ông đóng cặp với một nữ diễn viên xinh đẹp. Ông kể, người phụ nữ ấy quá đẹp. Còn ông khi đó đã là một diễn viên giàu kinh nghiệm và nổi tiếng, nên bà đã nhờ ông giúp đỡ, hướng dẫn về diễn xuất. Vì thế, cơ hội cho hai người quá dễ. Mà ông cũng là một chàng thanh niên lãng tử, một nghệ sĩ giàu cảm xúc. Làm sao không rung động được trước người đẹp? Dĩ nhiên, tình cảm thật giữa hai người lại hỗ trợ cho họ rất nhiều khi đóng phim. Những cảnh nhạy cảm ở bãi dâu không hề gượng ép, nhưng rồi xì xào đến tai chồng người đẹp. Vì thế, khi phim quay ở Ninh Bình, chồng nữ diễn viên đã nhiều lần đến tận nơi để giám sát, khiến chủ nhiệm phim đành phải mời người chồng ra về. Chuyện tình ồn ào nhất. Nhưng có lẽ mối tình với một ca sĩ vốn là người tình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới là câu chuyện lùm xùm nhất của nam tài tử. Đó là thời điểm năm 1975, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh mời đóng một bộ phim điện ảnh. Người phụ nữ đóng cùng với Thế Anh có vẻ đẹp mê hồn và rất mê ông. Nhưng khi đó là một diễn viên ngoài Bắc, vốn bị đủ thứ giáo điều ràng buộc. Thế Anh vô cùng lơ ngớ trước cách thể hiện tình cảm nồng nàn của cô gái Sài Gòn. Đến mức có lần nữ diễn viên còn hỏi móc Thế Anh: "Con trai miền Bắc có biết yêu không?" Phần tự ái, phần vì sức quyến rũ của người đàn bà đẹp, Thế Anh đã bị hạ gục. Họ công khai bên nhau khắp Sài Gòn, vì khi đó gia đình ông ở Hà Nội, Sài Gòn thì mênh mông, đâu có điện thoại, internet như bây giờ để lo lộ bí mật. Chuyện ầm ĩ cả đoàn phim đến nỗi đạo diễn Hải Ninh đã cáu giận với Thế Anh chỉ vì sợ phim bị hỏng do mối quan hệ của hai người. Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh trầm tư nhớ lại, có lẽ chưa người đàn bà nào yêu ông mãnh liệt đến thế, trong khi ông vốn đào hoa và đa tình, cũng chỉ nghĩ đây là một cuộc tình thoáng qua, thì cô đã khiến ông run như cầy sấy khi mạnh dạn đề nghị: "Anh đưa em ra Hà Nội gặp chị và xin phép chị cho được làm vợ hai." Ông phải lựa lời từ chối, nhưng người phụ nữ vì quá yêu ông tiếp tục đưa ra một lời đề nghị nữa là sẽ đưa ông cùng đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Thấy câu chuyện ngày càng có chiều hướng phức tạp, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh đã lặng lẽ rút lui. Rung động cả cửa chùa. Lần đóng phim Hồi Chuông Màu Da Cam ở cao nguyên miền Trung, có cảnh quay ở một ngôi chùa nơi chỉ toàn sư nữ tu. Ông không ngờ rằng một ni cô mới 18 tuổi có đôi mắt bồ câu đã cảm ông trong những ngày ấy tự lúc nào. Hết bối cảnh, đoàn làm phim đi khỏi chùa thì ni cô chạy theo và bất ngờ dúi vào tay ông một lá thư hẹn một tháng sau gặp nhau ở hồ than thở. Đến giờ, ông vẫn còn giữ lá thư đặc biệt này. Nhưng ông không có ý định đến nơi hẹn để yên cho Nico với đường tu. Nhưng run rủi thế nào, đúng một tháng sau, ông lại có mặt ở Đà Lạt để quay cảnh cho phim Vụ án Hồ Con Rùa. Nhớ lời hẹn cũ, ông đến nơi Nico dặn. Vị sư nữ ngỏ ý muốn được theo ông đến bất cứ chân trời góc bể nào. Thế Anh rất xúc động trước tâm tình của cô, nhất là khi biết cô được gửi vào chùa từ năm 6-7 tuổi, chưa được biết thế nào là tình cảm nam nữ, nên đã có sự lẫn lộn trong tình cảm khi yêu cả nghệ thuật lẫn diễn viên đóng vai. Ông nhẹ nhàng khuyên cô trở về chùa để tịnh tâm và dặn cô đây sẽ là lần duy nhất ông gặp cô, và ông đã giữ lời. Có lần đi diễn ở Bến Tre, ông được một người hâm mộ đến gặp rồi nhiệt tình mời về nhà ở trong thời gian ông ở đây. Nào ngờ người vợ xinh đẹp tuyệt vời của chủ nhà cũng hâm mộ ông không kém. Bà chủ nhà không lúc nào không dành sự quan tâm chu đáo cho thần tượng, thậm chí nồng nàn quá mức, khiến ông rơi vào tình huống khó xử. Vì thế, để tránh hậu họa, ngày hôm sau, ông lập tức rời khỏi ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương ấy, trở về với đoàn. Cho đến khi có tuổi,
ngôi sao điện ảnh hào hoa này còn thoáng qua một vài mối tình nữa, nhưng đều không để lại dấu ấn sâu đậm. Bởi ông bảo, ông không muốn dấn sâu vào một chuyện tình nào, vì ông luôn ý thức được rằng gia đình mới là nơi ông mãi mãi neo cuộc đời của mình vào. Lại nữa, vợ ông, nghệ sĩ Thu Hằng, là một người vợ rất biết ứng xử. Bà chưa bao giờ trở thành hoạn thư, dù biết ông chỉ cần sảnh chân ra khỏi cửa là vô vàn người đẹp vây quanh. Tình cảm của bà mới chính là sợi dây bền chặt níu ông ở lại bên gia đình, cho dù ông có đi tứ xứ giang hồ.